Welcome back to my channel. Lại là Ngọc đây mọi người ơi. Hôm nay thì Ngọc đang trên chuyến bay của Singapore Airlines đi từ Hà Nội về Singapore. Hôm nay là Ngọc bay chuyến tối và đến Singapore vào khoảng chắc là hơn 10 giờ mọi người. Bây giờ thì máy bay đang chuẩn bị tăng tốc trên đường băng để mà cất cánh á, cho nên là tạm thời Ngọc sẽ tắt máy quay đi và hẹn mọi người tí nữa Ngọc sẽ quay tiếp theo cho mọi người cùng xem là chuyến máy bay thì Ngọc sẽ để chứa những gì và hôm nay ăn món gì nhé. Ta-da, Ngọc đã trở lại đây. Thường thì Ngọc sẽ lựa chọn những cái hãng hàng không với những cái chuyến bay mà có màn hình ở phía trước ghế ngồi của mình á, để mình có thể dễ dàng giải trí, mình xem phim, nghe nhạc thì cũng rất là enjoy chuyến bay luôn. Và mình cũng có thể là đỡ nhàm chán á. Hoặc là bạn nào yêu thích shopping á, thì mình cũng có thể xem qua cái tạp chí Gridshop và mình mua sắm trực tiếp trên này cũng khá thú vị. Bình thường thì Ngọc cũng hay mua trên Gridshop này lắm, tại vì có giá sale mà đôi khi thì có quà tặng nữa. Khi mà boarding á, lên tới cửa máy bay á, thì các bạn nhớ lấy cái tai phone có dây này nha. Mỗi cái nó sẽ nằm trong một cái túi á, rất là vệ sinh để mà tiện cho mình giải trí, xem phim hoặc là nghe nhạc. Sau khi mà đợi chờ thì cuối cùng tiếp viên hàng không cũng serve cho Ngọc cái phần ăn chính hôm nay. Đối với hãng hàng không này á, thì Ngọc thấy Ngọc bay giờ nào á, họ cũng serve cho mình phần ăn chính hết. Ngoài ra như Ngọc biết thì có một số hãng hàng không á, họ chỉ phục vụ bữa ăn chính vào những cái khung giờ nhất định. Còn những giờ khác á, họ chỉ phục vụ những cái snack nhẹ nhẹ thôi. Ví dụ như là bánh mì kẹp xúc xích và các loại nước ngọt. Hôm nay Ngọc được ăn món cơm chiên Dương Châu ha, tạm gọi là vậy. Ngoài ra thì có dessert là một cái bánh... bánh này không biết bánh gì, kiểu như là bánh bông lan á, có dừa ở phía trên với lá dứa nữa. Một cái bánh mì ăn kèm với lại bơ và một cái bịch sữa tươi nhỏ nhỏ, chai nước suối nè. Và hồi nãy Ngọc có nói tiếp viên cho Ngọc thêm một ly coca có ga để dễ tiêu. Và trên tinh thần bảo vệ môi trường thì cái bộ cutlery cũng dễ thương ha, là bằng tre nè mọi người. Nhưng mà mọi người cùng ăn cơm với Ngọc nha. Thật ra cái bụng Ngọc á, nó hơi xấu tính lắm. Khi mà ở dưới đất á, ở sân bay thì không chịu ăn đâu, nhưng mà lên máy bay thì tự nhiên bắt đầu đói bụng à. Xong bữa chính rồi thì bây giờ Ngọc sẽ ăn dessert nha. Đây là cái bánh bông lan lá dứa, ở trên có cái lớp dừa rất là ngon luôn á. Cái bánh này thật ra thì ở những cái tiệm bánh Singapore có bán, Ngọc cũng hay mua lắm. Nhưng không biết sao mà tự nhiên ăn chơi máy bay mình cảm thấy nó ngon đến lạ kỳ luôn á. Tại do đói bụng đó mọi người. Mọi người có giống Ngọc không chứ mỗi khi mà nghe tín hiệu của tiếp viên hàng không nói là phải seat belt lại đi, tại vì do thời tiết xấu á, là Ngọc hơi sợ á. Cho nên bây giờ sợ quá không biết làm gì, bây giờ phải đi ngủ thôi. Và đây là cái mền mà Ngọc đã hỏi tiếp viên mang cho Ngọc nè. Mọi người đi máy bay á, mà khi mà cảm thấy lạnh quá mà mình quên mang áo khoác theo á, thì mình cũng có thể hỏi tiếp viên để mà người ta đưa cho mình một cái mền nha. Thói quen của Ngọc á, là lạnh lạnh mà có cái mền ấm ấm á, rất là dễ ngủ luôn. Vấn đề mà Ngọc thích có cái màn hình trên cái chỗ ngồi của mình không chỉ để giải trí thôi đâu mọi người, mà còn có thể quan sát được, theo dõi cái hành trình bay của mình tới đâu rồi á. Như vậy thì Ngọc cảm thấy sẽ yên tâm hơn. Ví dụ như là bây giờ là máy bay đang chuẩn bị vào đất liền rồi nè. Lúc nãy là nó bay ở ngoài biển á mọi người. Và mình thấy được độ cao như thế nào, rồi cái tốc độ bay, rồi cái tốc độ gió như thế nào, mình cũng sẽ yên tâm hơn á. Và khi mà Ngọc ngủ quên á, thì Ngọc cũng chỉ để cái màn hình theo dõi hành trình bay như thế này thôi. Thì khi mà mình thức dậy thì mình cũng có thể dễ dàng biết được là mình tới đâu rồi, hoặc là mình chuẩn bị hạ cánh. Và bây giờ thì máy bay chuẩn bị hạ cánh tới sân bay Changi, Singapore nè mọi người. Và chắc chắn là cái máy quay của Ngọc nó sẽ bị rung lắc chút xíu á, thì làm cho cái màn hình nó sẽ bị xát xát. Mọi người thông cảm với Ngọc với nha. Khi đáp thì mình sẽ làm thủ tục nhập cảnh Singapore. Và dành riêng cho các bạn đi du lịch đó thì
Các bạn xem nè, Việt Nam mình nằm trong danh sách là được nhập cảnh cửa tự động. Dòng chữ trên này thì họ hướng dẫn rất là cụ thể ha. Bạn dùng cái hộ chiếu màu xanh dương mà có chip á, thì mình sẽ được đi cửa tự động auto gate. Còn nếu như mình dùng cái hộ chiếu cũ màu xanh lá cây mà chưa có chip thì buộc lòng mình phải gặp hải quan để mà họ lấy dấu vân tay, họ là chụp hình móng mắt, vân vân các thứ để mà mình có thể được nhập cảnh. Rồi thì mình cứ tự tin là cầm hộ chiếu scan vào cái làn automated immigration này mà nhập cảnh thôi. Còn bạn nào mà nhập cảnh không được chỗ cái làn này thì mình phải qua bên gặp hải quan để mà nhập cảnh nha. Thường thì scan hộ chiếu xong thì mình sẽ qua thêm một lớp cửa là lấy dấu vân tay, chụp hình móng mắt. Rồi thấy là cửa nó mở ra là mình đi ra thôi, là mình lấy vali là mình về thôi. Ta-da, Ngọc đã ra rồi. Lúc nãy thì Ngọc cũng đi cái lane auto gate như mọi người, nhưng mà phía bên trái á, là cái lane dành cho công dân Singapore. Và các bạn đang giữ các loại thẻ sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore thì đều được đi cửa tự động hết. Cho nên là giảm được cái vấn đề là đợi chờ quá lâu khi mà nhập cảnh. Có nhiều bạn trên thế giới chia sẻ về cái vấn đề nhập cảnh ở sân bay Changi khá là nhanh. Từ khâu nhập cảnh cho đến lấy hành lý và đến đợi taxi á, thì mất đâu đó chỉ khoảng dưới 5 phút thôi. Không quá khó để mà bắt một chiếc Grab car nha mọi người. Và bây giờ thì lên xe. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!